Chào mừng hai em đã đến với Góc Soi Mói. Ở đây chị muốn hỏi là ở nhà cái nết xấu của Tân là gì? Tân rất là mau ngủ, nằm là ngủ, có thể bất cứ lúc nào. Giống như đợt mà anh Tân đi diễn ở dưới tỉnh mà diễn từ thiện hay gì á, lúc đó là chưa có cái chỗ để mình tập kết cho diễn viên vô, mình đến rất sớm. Cái ổng chạy cái tấm ra nằm ngay giữa đường vậy đó, nằm sát cái cửa mà cái đầu đưa ra đường, xe tải chạy qua chạy lại ổng vẫn nằm ngủ được. Vậy thì cái tính xấu của Tiến là gì ạ? Là nó rất là nói nhiều vậy. Một cái vấn đề đó em nói được là được, không được là không được. Mà cãi em á là hư hao và coi như là không nói nữa. Để cho cuộc đời dạy, để xã hội dạy. Và xã hội nó dạy đúng chưa? Mà em nói là cuộc đời với xã hội dạy á, cái học phí mà mình đóng á, nó sẽ khác với là học phí của gia đình. Mà nhiều khi không phải trả bằng tiền, mà phải trả bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng máu. Em với Tân sẽ gây lộn với nhau nhiều về cái việc học. Tại vì về cái khả năng học á, thì anh Tân là người đi trước em hết. Tức là anh Tân sẽ dọn sẵn hết tất cả cho em. Tức là anh đã trải qua cái việc sai lầm đó rồi. Anh sẽ nói với em á là đừng làm vậy sai á, làm vậy luôn đi. Em biết chắc chắn em làm với anh Tân sẽ đúng, nhưng mà em không chịu. Thì mối quan hệ của hai anh em bắt đầu cải thiện rất tốt, là bởi vì anh Tân không có dọn sẵn cho em về đường đi nước bước nữa, mà là tự em đi và tự em nhận định. Em bản thân em cảm nhận ông Tân nó là một người rất là gia trưởng, là đặt đâu phải làm vậy. Muốn lo cho em á là gì nè, đi ăn cơm có lên trường không nè, anh chở mày lên luôn nè. Và đi ăn, biết em đó là không đi làm, không có tiền gì đó, cái ngồi với căng tin á, cái em đi xuống cái là ăn cơm chưa đó, là cái kiểu ổng sẽ cũng đỡ cho em một phần nào. Sinh đôi nhưng mà đôi khi cũng sẽ có những cái chệch choạc về cái tư tưởng và tư tưởng suy nghĩ khác. Có 3 phút thôi, khác nhau có 3 phút thôi, nhưng mà đây là hai cá thể khác nhau hoàn toàn và hai cái tư duy hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên họ vẫn yêu thương nhau đấy. Quý vị khán giả hãy dành cho họ những câu hỏi để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cặp đôi này. Hãy cùng đến với phần giao lưu với khán giả. Số 1, kế hoạch và dự định hoạt động nghệ thuật sắp tới của hai anh em là gì? Hiện tại thì sau khi tốt nghiệp diễn viên xong thì hiện tại em đang học lớp đại học đạo diễn ở trường sân khấu mình. Tốt nghiệp một lần đó, đến bây giờ có những người học chung với em bây giờ không còn làm nghề nữa. Và em muốn là khi mà em làm tốt nghiệp á, hay là em làm một cái gì đó, em sẽ kêu gọi tất cả những người đã cùng học với em để làm. Em mong là em sẽ có một vở diễn nào đó mà gom lại tất cả những người em yêu quý. Dạ. Thế còn em? Là thật sự em lớn lên từ Đội Lân, từ lớp võ. Đó là cái nôi của mình. Và sau này mình đi làm nghệ thuật rồi, mình được học biểu diễn nhiều hơn, mình được học dàn dựng, mình biết nhiều hơn. Thì đó mình về với lại cái bộ môn nghệ thuật, đường phố đó của mình, truyền thống đó của mình, thì nó còn sẽ có nhiều cái hấp dẫn hơn. Em nghĩ là cố gắng làm một cái điều gì đó để cho câu lạc bộ mình. Và nếu có thể em sẽ xin thầy là người sẽ đảm nhiệm cái công ty biểu diễn nghệ thuật của Đội Lân đó. Mẹ mong cho cái mong muốn của em sẽ trở thành hiện thực. Câu tiếp theo, hai anh em có bao giờ cảm thấy tủi thân khi mình hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng mức độ phổ biến và nổi tiếng của mình thì chưa như mong đợi? Bản thân ai cũng sẽ muốn nổi tiếng, nhưng đối với em, sự nổi tiếng của em là vậy nè. Nghệ sĩ nào cũng muốn được sự yêu thương của khán giả, sự yêu thương của người này người kia dành nhọn cho các thứ. Nhưng đối với em sẽ không phải là một cái hiện tượng giống như là chị search lên trên mạng xã hội lòi ra tên em là cái gì không có. Nhưng em dám chắc chắn với mọi người và mọi người cũng sẽ khẳng định cái điều đó với em thôi. Em ở trong cái tập thể nào, Võ Ngọc Tân hay Võ Ngọc Tiến, đều được mọi người yêu quý và nhắc tới trong một cái tập thể đó. Em nghĩ vậy là nổi tiếng. Đúng. Tại vì đi đâu mà người ta cũng nói, ê cái này thằng Tân thằng Tiến biết nè, ê thằng Tân thằng Tiến nó cái này nó giỏi nè. Cảm ơn sự chia sẻ của hai anh em. Khi họ chia sẻ thì mình cảm thấy được cái sự cháy lửa nghề trong đó. Và chỉ mong rằng hai đứa sẽ luôn luôn nổi bật, luôn luôn sáng tạo và giữ được cho mình cái lửa này để tiếp tục cái hành trình chinh phục cái đỉnh nghệ thuật của mình.